Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn các độ phân chữ trong Word Giờ sử như ở đây Tôi có 3 đoạn văn bản Và ở mỗi đoạn á Phân chữ nó khác nhau Thì đối với đoạn đầu tiên á Nó có phong là Noto Đoạn thứ hai á Nó có phong là Goti Và đoạn thứ ba á Nó có phong là VN Ario Mà trong Word á Phong mặc định á Phải là phong Thanh thì lúc đó mới đúng quy cách nha còn nếu mà các bạn chúng ta để lộn xộn thế này á là sai quy cách rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách đổi phong chữ trong word thì nếu mà các bạn chúng ta muốn đổi phong chữ đoạn nào á thì chúng ta sẽ quét chọn vào đoạn đó tiếp theo ở đây các bạn chúng ta sẽ vào top không ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào phong chữ bây giờ tôi sẽ đổi cái đoạn này thành phong chữ tham đi roman thì ở đây á tôi sẽ bấm vào mũi tên chỉ xuống sau đó ở đây tôi sẽ nhập là tham New Roman Đó tôi chỉ cần nhập là time Thì lúc này á Phong time Roman Nó sẽ xuất hiện Bây giờ tôi sẽ chọn vào Rồi tương tự đối với đoạn Ở dưới của vậy nha Các bạn chúng ta sẽ quét chọn vào Chọn vào phong chữ Nếu nó có Thì các bạn chúng ta chọn vào nha Còn nếu chưa có Thì các bạn chúng ta sẽ tìm kiếm Để chúng ta chọn là Thanh Roman Rồi đối với đoạn thứ ba cũng vậy Quét chọn vào Chọn vào Thanh Roman rồi nếu mà các bạn chúng ta muốn đổi qua phong khác á Thì chúng ta cũng làm tương tự nha Đó Thì chúng ta sẽ chọn vào phong chữ Và bạn muốn đổi Tuy nhiên tôi khuyên các bạn Chúng ta nên chọn phong thăm Roman Để áp dụng đối với nội dung văn bản Bởi vì phong thăm Roman Được chính phủ quy định là phong chuẩn Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn Cách thiết lập phong thăm Roman Là phong mặc định của Word Thì cách làm cụ thể như sau này các bạn vào tab Home này. Trong nhóm Phong các bạn bấm vào bộ tên chỉ xuống. Thì lúc này á nó sẽ xuất hiện hộp thoại phòng Ở trong một phòng này, các bạn chúng ta sẽ chọn vào Family Roman. Rồi nếu nó có rồi á, các bạn chúng ta sẽ chọn vào nha, còn chưa có các bạn chúng ta sẽ tìm kiếm. Và các bạn chọn vào. Rồi ở mục là Phong style, các bạn chúng ta sẽ để chữ là Regular. Size á, các bạn có thể là chọn kích cỡ là 13 hoặc là 14, tùy bạn nha. Ở đây tôi sẽ để là 13. Rồi các bạn có thể là chọn màu sắc nha Tuy nhiên ở đây á, tôi sẽ để là màu đen mặc định Rồi sau đó ở đây tôi sẽ chọn vào Set Add the Phone này Rồi nếu mà các bạn chúng ta chỉ muốn là áp dụng các tùy chọn vừa rồi Đối với tài liệu này thôi Thì chúng ta sẽ chọn vào tùy chọn đầu tiên Tức là Zip Document Only Còn nếu mà các bạn chúng ta muốn là áp dụng đối với tất cả tài liệu Thì chúng ta sẽ chọn vào On Document Ở đây tôi muốn là áp dụng đối với tất cả tài liệu về sau Thì tôi sẽ chọn vào On Document Ok Rồi bây giờ tôi sẽ mở một khu vực mới lên Sau đó tôi sẽ nhập nội dung là Cộng Hòa này Rồi tôi sẽ nhập lại nha Xã hội Thì các bạn thấy Nó đã thiết lập phong của tôi là phong Thanh Roman Kết cỡ chữ lớp 13 Giống như lúc nãy tôi vừa thiết lập Đó kể từ đây về sau Các bạn chúng ta cứ gọi nội dung Thì nó đã chọn sẵn cho bạn là phong Thanh Roman rồi rồi nếu mà bạn muốn thay đổi thủ công á, thì các bạn chúng ta chọn ở đây nha Rồi như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn các đội phong chữ trong quật Nếu thấy video hay, hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem Cảm ơn các bạn đã theo dõi